Nên chết hết bánh cải vào vì nó tao bánh ngon. Bà ơi, tâm cái này tôi đưa lại kìa. Tâm cứ phải đi mịn màng ra để nè. Nó khi nào giờ cái bột tí bóng bóng lẻo ấy. Bóng bẻo. Ừ, bóng mịn màng. Tâm phải mì rèn cháy ớt bà nó. Mì rèn ăn giá tâm phải rửa lại đấy. Bữa này mì ăn xuống này chuẩn đấy nữa bà. Ừ. Tâm một tí miền này. Miền mịn màng ấy. Vậy bột lan màng này bắn bởi cần ít à. Ừ. Xoài gần hết thì vui nó. Ừ. Lai gần hết thì vui vẻ nó. Cần kế hết lê, cần on thì chắc hết vả là, bảy đếch thì chắc hết là. Ờ, mì kế mì on này, sư hết bèng mì sư ván nè nò. Bèng quá, bèng tại bên chết truyền thống Cao Bằng hay mà. Vâng. Ôi, tao chỉ bán hàng đứa rồi, bái. Đứa rồi. Bà mang ngoài bột này, đầy váy, lan hàng bóng bóng như lớp. Ăn mà chưa bán ngay, còn đầy sáng. Đó thèn á. Tôi rèn ai để lấy. Ờ. Lại công đoạn hết bà nó. À hứa ơi, bảy này to nha, lan áo phần nữa. Ừ, áo phần đầy á. Áo phần nhà bên nào. Đây, đâm rồi nó, đâm lại thôi. Nè, toàn thế nè. Đây thế nè. Ừ. Đồ bên vơ. Bên bánh vơ. Bên bánh vơ. Bánh tải vơ. Nhân thua thử nhân thua tôm mấy, thua khéo thử thua tôm mấy. Thua khéo. Thua khéo có nè. Ông mà má nè. Ở đây nừng khẩu hụt súc, nừng khẩn súc. Ông mà tâm xéo, xéo quả phi. Các bạn mình chưa, ông thương mà chữ thương phán đéo lấy ao thua lùng bay ao dừa lùng à. Dừa lấy ao mà lấy sao vơ sao nắm lấy đồ lên kỳ công thân nó phải đi thua tôm này nè tôm này cùng mì dừa nào bà nào thua tôm này có mì dừa vâng cô công đoàn có ao thương mà chữ bên chữ xong là ao thua tôm lùng bay bái phải đi bột này lấy hay hết cả đồ lấy ngám này một sàng không? Sàng to cả. Sàng một sàng à, ừ. Để lan đằng này là lan ao nhân khẩu xong lan thay đấy, thay lan thay thay bả bên ngài này. Ờ. À. Ao qua này mà thay bả bên này, bả lan vương đúng sư đẩy ở lan này. Thay nhân hết bên này ngài thế này nè, chưa chắc ban bình ra ngài. Cái con này chứ ao khẩu đi ngài hơn. À. Con nhân nhỏ lắm cải hả lai thôi bà. Đấy, đấy một lạng đây. Nà. Sàng rồi đấy. Gần nền mình để dư ba thương đấy. Gần nền thì mình phải làm xoay đây à. Phải phải hết thì bánh tải là bảy công đoàn chuẩn bị với thư lái. Bảy công đoàn chuẩn bị á. Bảy nhà rồi đấy nhé. Nhà đây à. Ông nằm với xe on nha, bắt đầu hay thì xào. Xào sơ xong này. Ao bị ổn đây, bị tụm đây, ao à, ao nằm đắng lòng yêu này. Nằm đắng lòng lắm. Nằm đắng đi, nằm đắng lòng tới hôm. Ừ. Giờ đi nguyên khai. Ừ. Đi nguyên hơn. Tại nghe bà hết ra hắn toàn rồi là hắn đâm nó, rồi hay tâm này đâm rồi hắn ừ. Hắn tới toàn bà nó. Ừ. Bắt đầu là xong này bột. Hả? Ừ, bệnh này phê. Phê thì mì mốc. Ờ, nhà để khăn lên thì xe để hưng hơn nó xe để hưng hơn bà hết bèn này khai để cái lá pi á hay lại pi nó chắc cái pi bột chữ nó vơ áo hóc pi bên này á áo ơi áo pi á mì kinh nghiệm ơi bà nghỉ hưu á bà chưa hết khai nè hay quay hết công được bỏ mì thời gian hết à bẻ lan ơi đấy đúng rồi à bộ nhặt nào nó bà nó bộ nhặt nào bóp sát vào cái bên này á ờ sát vào đấy thấy sát đánh vào thon lớp bà nó thon lớp cái thon lớp đúng không à. Bên này luôn á cái bên này đây cắt vào thế này như thế này luôn đây. Đây gói à đấy à chưa à, để lan chắc nữa đấy đang cứ tạm đấy bên phía bên
Ăn nhanh nó. Bài này bên trong nhà, bên đó bây ruộng vô bên nào ơ. Bạn rút ra vô bên nào ơ. Ây da. Hôm nhà, hôm bơ cuội, xương tôm cuội. Ngon. Thơm lắm. Quá ngon luôn. Bánh vừa thơm vừa ngon. Nóng hổi vừa thổi vừa ăn. Nhân thịt mộng nhí nữa. Thì đó ơi, bánh thuốc ra phải để xin bánh con. Bánh này nhằng hả lại bấm. Thỏ hôm. Đó ơi, bóc thử hứa mọi người ngồi đấy. Bánh tắm đáy này là toàn tính đây nè. Chiều hăn đồ hăn van ra chứ bố. Bánh bì đòn bố du các bạn là hăn tẩy tải là chứ thường lại lên nó. Bạn có khóc nghe lắm, vừa nay mời phiền đòi kiếp bạn cho đồng ý đó. Bạn nháp. Thương bố văn lai, kinh mình bố mình ngầu. Mời phiền đòi nữa. Nền chất bố đầy kiếp bạch tài này, bố sư kiếp nền chất nào vớ. Vâng, nó hơi nóng. Dạ vâng. Dạ.